mình cứ enjoy cái moment này. Ờ, chị Mỹ Linh ca sĩ đúng không ạ? Chị ấy hát hay nên dân đá bóng đã khen bọn em mê lắm. Em cũng là một fan. Chân em to như thế này nhưng mà chân chị Mỹ Linh còn to hơn chân em. Cũng vì body như thế cho nên là giọng hát của chị rất là tuyệt vời. Chị có bài gì nhỉ? Bài về mùi, à mùi hương ngọc lan. Đấy, hồi ở Bắc Sa là em nghe suốt. Ca sĩ Mỹ Linh, khách mời của cuộc hẹn cuối tuần ngày hôm nay. Xin chào. Em rất là hào hứng chờ đợi cuộc trò chuyện ngày hôm nay với chị Mỹ Linh là bởi vì chị biết sao không ạ? Em rất là hâm mộ Mỹ Anh. Bây giờ mình có nói chuyện tiếp không hay là không, chị gọi đang, mình vẫn đang nói chuyện tiếp. Nói luôn từ đầu là hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau vì yêu mến âm nhạc, lại lôi con gái ra để mớm mớm mới mồi mồi. Từ nãy giờ 20 phút đồng hồ toàn hỏi con gái, chả thấy hỏi gì mình cả. Ít nhất là mình mặc một cái váy đẹp như này thì khen câu cho chúng ta đỡ tủi. Cả hai người đi diễn cùng với nhau có một cái kỷ niệm nào đặc biệt không ạ? Nào nói một chút về phong cách biểu diễn nhiều đi. Lắm nhắc đến thì sợ dài nhưng mà kỷ niệm đặc biệt đúng không? Vâng. Thì không có. Chị Linh phải có một cái tính cách gì đặc biệt mà khiến cho anh cảm thấy đây là người bạn thân của mình? Ngày xưa bọn anh là ăn nửa bánh mì trứng và một cốc trà đạ. Linh thấy cùng lớp hay giả cho anh, anh bảo không giả tiền thì anh chơi thôi. Anh Quân về thấy Mỹ Linh hát một cái là thích kinh khủng. Về việc, ôi sao con bé này hát hay thế. Mà Mỹ Linh thì mới biết anh Quân qua cái đĩa Thiên Đường thì cũng cảm thấy một cái người nhạc sĩ như thế có tài năng và những này khác. Thế đến khi mà gặp anh Quân mọi thứ câu chuyện như này và họ có trao đổi qua lại với nhau về chuyên môn thì Mỹ Linh lúc đấy là lập tức nhìn thấy rằng đây là không cho thằng này chạy, không cho thằng này chạy, không cho thằng này chạy. Nghe gì cái anh đấy? Nghe gì cái anh đấy và đến bây giờ họ hạnh phúc như thế đúng không? Thế thì em phải thấy rằng là câu chuyện là như nào đúng không? Trước khi chị đến là Kiên nó dặn chị là cảnh giác. Anh Kiên, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi cảnh là giác. Anh có nói gì đâu. À, anh Kiên khác không phải anh Kiên này ạ? Không phải anh. Kiên kèn. Anh Kiên kèn. Bảo, từ khóa của ngày hôm nay là cảnh giác. Không chị ơi, em thề là những cái thứ mà chị nên cảnh giác thì nó đã trôi qua rồi. Đấy, nhất là lúc nào mà con mụn đảm nó thề. Làm cực kỳ cảnh giác. Em là em rất hâm mộ chị bài Thì Thầm Mùa Xuân. Dồi Kiên ơi, mày hay thật. Dặn chị ba điều. Một, từ khóa là cảnh giác. Hai là khi con mù tạt nó thề là mày lại phải cảnh giác hơn. Và cái thứ ba là khi mà nó bảo hâm mộ là mày đừng có tin. Bởi vì tao chưa thấy đâu, mà không hâm mộ ai hết đi. Trời ơi, Kiên hay quá, Kiên tuyệt. Vâng thì chúng em cũng xin rút kinh nghiệm là từ lần sau không mời khách mời nào liên quan đến anh Kiên nữa. Năm 1996, chị tới quay ở lễ bế giảng của trường cấp 3 Chu Văn An. Và một người bạn của em, một người rất hâm mộ chị đã trà trộn vào các học sinh để làm được hai việc. Đó là vừa xin chữ ký mà cuối cùng là vào luôn video clip. Và đến tận bây giờ cũng trở thành một phần của video clip. Và đây chính là người bạn đó. Ngày hôm nay thì các bạn của em ở trường Chu Văn An có gửi tới chị lời chúc chị thật là nhiều thành công và may mắn ở trong cuộc sống. Mọi người có gửi lại chị Em xin lỗi bởi vì là hôm nay chúng em đã cố gắng là lại nhưng nó đã nằm ở trong tủ 20 năm bởi vì nó ghi ở trên đấy tất cả ký ức của mọi người. Quá là cảm động luôn. Rất là xúc động ấy. Quá là bồi hồi luôn. Chúng ta cần phải nhớ tất cả những kỷ niệm dù là xa vời nhất. Đường trần gian biết đâu mà đi. Hỏi người yêu